Kinh thành Huế đã hết mưa rồi mọi người. Bây giờ trời rất là đẹp. Bà con cô bác anh chị thấy ở đây là cái tuyến đường ông Ích Khiêm mọi người nhé. Ông Ích Khiêm ở kinh thành, hay còn gọi là đường đi sát với lại là bờ thành của Huế, sát với lại thượng thành. Lúc này thì trời đã bắt đầu ngớt mưa, ngày mùng 5 tháng 12 đang đi qua một cái ngôi chợ tạm sát cái kinh thành, cạnh buôn bán chợ búa. Bà con mặc dù là trời ngớt mưa nhưng mà vẫn còn thấy âm u, trời vẫn đen. Mấy ngày tới thì thời tiết nó sẽ đẹp, nhưng mà chúng ta phải chờ qua một vài hôm nữa thì thấy cái bầu trời lúc này nó vẫn còn rất là đen. Chuẩn bị cho mấy cái hoạt động cuối năm, cũng đã công bố cái chương trình Festival Huế năm 2024 rồi. Có mấy cái hoạt động đi nghỉ lễ cao đao cuối năm, rồi mấy cái hoạt động ở trong kinh thành. Và thấy khách du lịch tham quan kinh thành Huế, chúng ta đang đi qua cầu Thượng Tứ. Cầu Thượng Tứ thời tiết nó không mưa. Đoạn này cũng có thể chạy thẳng qua cầu Tràng Tiền và cầu Tràng Tiền rồi đi qua cầu Phú Xuân. Trời đẹp, sông Hương thấy có gió đó. Và bên kia là có đang làm lại cái hệ thống lề đường hay là cống nước gì đấy. Cái hệ thống lề đường đó mọi người. Trời vẫn còn đang đen. Chờ cái đèn đỏ tí mọi người. Cái bên này là cầu Phú Xuân, đi qua đó là kinh thành Huế mọi người nhé.